22 phẩm căn giả thiên. Lúc bấy giờ trong hội có thiên nữ tên căn giả thiên, rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy lại sát chân Phật, trịch áo bảy vai hữu, quỳ gối phải sát đất, chắp tay thưa Phật: Bạch Thế Tôn, con có thể làm viên mãn bố thí tịnh giới, an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, và có thể bảo hộ các cõi Phật mà Đức Thế Tôn đã nói với đại chúng hôm nay. Nói xong, căn giả tiên liền lấy các loại trang nghiêm, nào hoa vàng, hoa bạc, hoa mộc trên đất, và đem một cặp áo trời màu vàng ròng cung kính chí thành dâng lên Đức Phật. Nhờ thần lực của Phật, những vật cúng dường vọt lên không trung, uyển chuyển xoay về phía phải. Ở trên đỉnh Phật biến thành đài báu, bốn góc có bốn trụ trang hoàng đẹp đẽ rất khả ái. Thế rồi thiên nữ đem đài báu này bình đẳng cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Biết ý chí sâu xa của thiên nữ, Như Lai liền mỉm cười. Thường pháp của chư Phật khi mỉm cười thì có ánh sáng đủ màu sắc từ miệng phát ra. Nay Phật cũng như vậy, từ trong miệng